Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cago TV. Các bạn thân mến, chùa Đại Tuệ hay được gọi là chùa Cao nằm tại núi Đại Huệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Nghệ An với kiến trúc độc đáo, di tích lịch sử phong phú và không gian yên bình. Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch đến tỉnh Nghệ An thì hãy đến tham quan chùa Đại Tuệ để tận hưởng những không gian yên bình và khám phá sự tích lịch sử của địa phương này nhé. Chùa Đại Tuệ có từ thời vua Mai Hắc Đế năm 627 sau Công Nguyên. Theo thuyết minh dân gian thì Phật bà Đại Tuệ đã phù hộ cho nhà Hồ chống giặc Minh xâm lược, đảm bảo cho bờ cõi luôn an toàn và đáng tin cậy. Vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 thì vua Quang Trung đã dừng chân ở chùa Đại Tuệ trong khi hành quân ra Bắc đại phá 29 vạn quân Thanh. Tương truyền rằng hoàng đế mơ và cảm nhận Phật bà về chỉ cho phương pháp xây thành làm địa thế căn cứ để chống giặc. Để rút ngắn thời hạn hành quân, vua Quang Trung đã đánh bại dãy Đại Huệ, tiến thẳng ra Bắc. Nhà vua đã vào dâng lễ và xin Phật phù hộ để đánh tan quân Thanh. Cũng nhờ nghỉ chân ở chùa Đại Tuệ, vua Quang Trung đã được sư trụ trì chỉ đường tắt ra kinh đô, phá tan quân Thanh, chiến thắng và thống nhất non sông. Sau chiến thắng, vua Quang Trung đã ra chiếu cắt 20 mẫu đất cho chùa để nhân dân lo việc hương khói quanh năm. Các bạn thân mến, về kiến trúc của chùa Đại Tuệ ở Nghệ An, không chỉ đắt khách du lịch bởi phong cảnh nên thơ, chùa Đại Tuệ còn linh thiêng và tạo dấu ấn bởi kiến trúc khác biệt. Toàn cảnh của chùa Đại Tuệ Nghệ An gồm có 20 hạng mục, trong đó có 4 hạng mục chính là 4 ngôi bảo điện được phân bổ từ chân núi lên đến đỉnh núi, bao gồm chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung và chùa Thượng. Các công trình ở đây được xây dựng nổi bật trong khuôn viên rộng khoảng 6.000 m², phải kể đến là tháp Đại Tuệ cao 9 tầng, 32 m. Trong chùa khảm không ít những cái câu đối, thư pháp bằng chữ thuần Việt. Ngoài những kiến trúc độc đáo, chùa Đại Tuệ ở Nghệ An còn lưu giữ được nhiều kỷ vật lịch sử quý giá như bức tranh dân gian Đông Hồ, tượng Phật Di Lặc ngồi đội nón lá, bức tượng thần tài vàng đỏ và tượng Đức Phật Tổ Đạt Ma cao nhất vi. Chùa Đại Tuệ là một trong những ngôi chùa cổ lâu đời nhất tại Nghệ An. Với nhiều giá trị văn hóa, truyền thống và lịch sử, đây là điểm tâm linh và du lịch hấp dẫn. Theo nhà chùa thì chùa Đại Tuệ có phong cách thiết kế dựa trên tâm lý tam thân Phật với ý nghĩa đặc biệt. Đồng thời, hệ thống tượng Pháp trên đại tháp của chùa Thượng và trong đại điện cũng mang phong cách thiết kế độc đáo. Bên cạnh những giá trị văn hóa và tâm linh, chùa Đại Tuệ còn nổi tiếng với 4 kỷ lục do Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận. Ngôi chùa có núi, có hồ nhân tạo lớn nhất. Ngôi chùa có hệ thống tượng hồng ngọc nhiều nhất. Ngôi chùa có hệ thống tượng được làm bằng gỗ dâu nguyên khối nhiều nhất. Ngôi chùa có hệ thống câu đối bằng thư pháp thuần Việt nhiều nhất Việt Nam. Bao quanh ngôi chùa là khung cảnh hùng vĩ của núi rừng. Bên cạnh có ao sen, giếng ngọc và dòng nước trong xanh mát mẻ quanh năm. Sau đây mời các bạn cùng Cago TV chúng ta cùng nhau vãn cảnh và chiêm ngưỡng toàn bộ công trình kiến trúc của ngôi chùa này nhé. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Cago TV và đón xem nhiều những video tiếp theo.